Hello cả nhà, hôm nay chính vlog chợ tài nấu những món nướng, bao tử nướng, gà nướng, đầu gà nướng, cánh gà nướng, chân gà nướng. Đây là bịch bà rọi đây, 3 kg bà rọi nướng luôn. Mình phải trần trụng sơ qua cả nhà. Bây giờ mình bỏ bao tử vô mình khè nè, khè cho nó săn nha. Đây là nước mắm này, cho nó săn nha. Nồi nước sôi này mình cũng bỏ củ hành tím với lại muối hột. Giờ mình bỏ thịt thì vô mình trụng sơ, cái này mình ướp. Cái này mình khè nước mắm cho nó săn, mình chà thơm lắm cả nhà, bỏ nước mắm vô thơm. Mình để đây cho nó săn. Đây bà rọi nè cả nhà. Giờ mình cũng trụng sơ cái nha. Trụng sơ cái đi mình ớt. Lát mình sắc mỏng lần cái nữa. Đây bà rọi đây. Ba ký lô bà rọi. Bao tử bên này nó bự quá trời bà kêu. Giờ mình quay qua mình cắt giúp chân gà nha. Mình làm neo nữa nè. Làm neo nữa cho sạch sẽ. Lát mình cũng trần sơ qua nước sôi luôn để cho mình nướng nó mau chín. Bây giờ mình cắt xong móng rồi, mình quay lại mình coi cái nồi ba rọi với là cái ba chao bao tử nha. Mình cũng làm rồi, mình pha chế sạch sẽ nè. Rồi cả nhà thấy ngon ghê cả nhà. 2 kg chân, 2 kg cánh nè. Cánh mình cũng cắt ra làm đôi luôn, chứ nó quá dày. Cắt ra đôi nè, để nguyên ra. Cắt ra làm đôi đi, dày quá. Mình tỉa đi cái đầu nhọn. Hai cái cánh gà luôn. Mình cũng làm sạch sẽ. Sạch sẽ ngon lành, cánh cũng mập, một chân cũng mập luôn. Mình chở bà rọi nha, mình lấy cái miếng ở dưới ra nè. Mình thử nó vô nước đá.
Bỏ cho mình ngâm một đá luôn. Giờ mình sắc ba rồi nè, đó mình luộc trong qua nước sôi, giờ mình sắc ba rồi nè. Chắc mỏng chiên nó nướng nó màu chín. Ngon ghê quá nha. Mấy hoài thì nó cũng tái mặt này. Chân gà mình cũng trụng sơ hết nè. Ngọt ngọt màu chín. Bà rồi chứ cái nhà ngon ghê. Bà rồi nè. Bà chỉ luôn nè. Chiều nay một tiểu đội học sinh, một đứa hùng là 50.000, không biết bao nhiêu đứa đây, cho nó ăn cho nó te tu nó luôn. Quá sao rồi sao. Cái này nó rồi. Cái này mình có máy nước ở đây nè. Một giỏ bà rọ luôn. Đây. Giờ cái chân với cánh. Mình cũng thử bằng sao qua nước sôi đó nè. Sạch sẽ thơm ngon. Mình làm rất là nhiều nước. Giờ tới đây cánh với chân một giỗ, nhìn cái đầu đây mình cũng trụng qua nước sôi luôn, nó săn lại. Mình lọc bớt cái mỡ mỡ rồi. Đầu gà nướng ăn rất là ngon. Dùng giữa là thái nha. Mình bóp mũi bóp mặn sạch sẽ. Xong rồi sạch sẽ ba rổ, bốn rổ luôn. Giờ mình ốp nha, mình đổ nước sốt đi nha. Bốn muỗng nước sốt.
Một trộn cho nó đều. Một ít hành tím băm này cho nó thơm. Một ít tỏi băm. Trộn cho nó đều vào hành tỏi hết. Lấy đầu gà nè. Một khẩu nữa nè. Một cái là 4 hũ nha. Vơ vét hết không bỏ dơ dớt một giọt nè. Hành tỏi vô. Quá trời quá đất ơi. Một tiểu đội học sinh luôn. Bây giờ sẽ cánh nè. Cánh với chân nè. Nửa hũ nữa đi. Cho qua đây nửa hũ. Lớp thì nó đều hết. Mình lớp khoảng giờ mình để đây. Cho vô một ít tỏi nha. Hành tỏi cho vô thêm vô luôn. Qua đây miếng luôn. Mát xa cho nó đều. Cái này nãy mình cũng xăm mình xiên mấy cái chảo dày dày đó nè. Cho nó thấm. Bây giờ mình đếm cho nó qua đây luôn. Nhảy luôn. Chân gà còn sống nhảy luôn. Cho nó qua đây luôn. Nước sáp này thơm quá. Thơm đã dơ dớt giọt nè. Này mình ốp lại nè. Ốp cho nó thiệt là đều. Đúng rồi. 4 hũ nha. Giờ mình để đây. Cái này mình xào sa tế đi. Nhiều quá. Nước nữa thì nhiều quá. Bây giờ bao tử thì sa tế này. Cho một ít tỏi băm cho nó thơm này. Hai ký bao tử. Làm nhỏ teo còn như đó.
mình cho một ít sa tế vào đều vô. Sa tế nó ngậm dưới đây. Sa tế tôm á cả nhà. Cái này cho nó còn cay lắm đâu. Cho hết luôn đi. Sa tế tôm cũng cay đâu. Giờ mình đảo cho nó sạch nước thôi nha. Món này dễ ăn cơm, dễ nhậu cũng ngon luôn. Giờ mình nếm bao tử nha. Nếm cho nó vừa mình tắt lửa nè. Ngon ghê cả nhà. Có tí xíu được, tí xíu ngọt. Một ít bột ngọt. Nửa muỗng cà phê đường. Rồi xong rồi đó cả nhà. Ok. Giờ dưa leo bằng cà mình xào với gan với phèo non. Thêm. Thêm gan phèo non. Mình lục mình cũng sắc rồi. Bây giờ mình chỉ xào thôi. Rồi một ít tỏi cho vô hết luôn. Đây mình bỏ dưa leo vô trước. Giờ mình bỏ gan tim vô nha. Phèo non. Mình lột rồi. Mình bỏ củ hành tây với thơm vô. Với cà chua vô luôn. Cái này mình nêm nha. Một muỗng cà phê đường. Một muỗng hạt nêm canh. Một ít muối. Ít muối cho nha nha. Một muỗng cà phê bột ngọt. Có hành ngò cho nó mới thơm. Một hai trái ớt nha. Cho nó the the. Cho hành cần nó chín nha. Mới thơm. Hai trái khỉm nè. Cho nó tay tay. Vừa ăn rồi đó cái này. Bây giờ mình nếm lại cái này nha. Cho nó chuẩn, coi cho nó chuẩn chưa. Ok, mình tắt lửa.
Bây giờ bắt đầu nướng nha. Đậu đậu nướng nè. Đậu đậu chào ông bà đấy con. Giờ nhìn mặt lên. Đúng rồi, bây giờ bắt đầu nướng nha. Nướng đây, nướng đây. Đừng nóng nữa con. Chế cái nước sốt đó lên vào cho nó. 4 hũ nước sốt đó. Lấy cái đầu gấp rồi gấp. Cái hộc trên mà trong bọc đen anh cầm qua đây nha. Hả, em lấy đồ rồi. Anh lấy cái bịch xúc xích tới trong hộc trên đó nha. Trong bọc đen lấy hết cái bọc đó qua. Lấy ra sẵn đây để quên á. Treo xe đi quên á. Đây, đậu thúi nướng đây, đậu thúi đang nướng đây. Thu nhịp giò mang dép vô, nhịp giò ghét không? Chặt cái giò đó luôn á. Đậu thúi giờ chín đó nha. Nướng nó luôn. Ừ, nướng nó luôn. Chính rồi, chính luộc sơ giờ. Ai thẩm định nè, ai thẩm định không? Giờ mai ôm toilet đó nha. Bên trong bịch á. Những anh có nghề luôn rồi nha. À, 1942-37-77 Quỳnh Tấn Phát nha. 077-476-8657 nha. Nhật Anh hai chữ hờ nghe. Từ từ đi. Hờ là không nào, hờ là không ảnh đúng không? Trời ơi. Loại cục này biết luôn đây hết luôn. Nóng không vậy? Ngồi đây không? Không. 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 Không
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không? Đều ngoài ạ. Ơi bye bye. Bye bye cái. Ơi bye bye cái.